Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Mình là Tuấn. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với Hero MC, nhưng mà sẽ ra với một diện mạo mới, đó chính là dân phòng. Đấy. Và hôm nay mình sẽ là kể về một ngày của dân phòng trong Hero MC như nào nhá. Ok, trước khi vào video thì mong mọi người để lại cho mình một like, một subscribe và ấn vào cái chuông nhá. Còn bây giờ thì let's go. Chết đi cu. Chết. Trời. Trời trời. Ui, hack luôn này. Ô, vãi đạn nè. Nó chưa trận nào gặp hack trận đấy, chán thật sự. Nhưng mà không sao. Dù gì mình cũng là một dân phòng đi bắt hack cho server mà. Vậy cũng chả sao đâu. Gặp hack càng thích hơn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ ra sảnh để tìm trận mới nha. Vẫn không thoát khỏi được mọi người ơi. Ra sảnh thì lại gặp hack fly kìa. Từ đâu rồi? Ủa, gì vậy? À đây. Hack fly đây này. Trời ơi, ra sảnh mà cũng không thoát được mấy thằng hack này. Đâu, tên gì đây? NineVN1, ok. Vô trận tiếp theo thì mình cũng phải gặp mọi người ơi, không thoát được rồi. Đây là... tên hack là cái gì ta? Là giàn giáo. Ừ, mình lấy cái từ đấy dịch ra là giàn giáo, mình đọc là giàn giáo luôn. Ui, tố cáo. Ok. Rồi, bay ạc nha. Ok, và mong trận này sẽ không có hack nhá. Và mình xin giới thiệu luôn, đây là cái baton của cảnh sát. Mọi người lên dân phòng mọi người mới có thôi. Còn lên police là mọi người có thêm cái mũ cảnh sát nữa. Thì mình chưa có. Mình chỉ là dân phòng cùi bắp có cái này thôi. Ok, đập những thằng hack thì đập bằng cái này này. Và bây giờ mình sẽ mua block để tiến hành đi ra mid nhá. Get go. Vâng, sát nhà mình là thằng Blue. Tiến đi chung, highlight. Đẩy nó xuống thôi. Mọi người đừng có cười em. Em chỉ đùa tí cho mọi người xem thôi. Bây giờ thì mới là thiệt này. Đây, đây. Mù mắt người xem đây này, à không phải. Bro này, đấy, thấy chưa. Quá đỉnh luôn. Trời ơi. Rồi, mất giường nhá. Chắc chắn là mất giường rồi đấy. Đây. Ok, bye bye. Không sao, quá kêu lại này. Ơ nhưng mà. Ủa, nó out rồi. Cái gì vậy, đang chơi mà. Gì vậy. Ui. Không thể nào mà tha thứ được. Lên đây nào men. Lên đây nào. Thách chú em lên luôn đấy. Đây, cho chú em quả TNT đây. Ơi. Nghe nào. Ok, chắc bạn ấy không dám lên đâu. Sau một hồi lay quay đi qua nhà đỏ thì mình cũng đã thấy vàng qua trước rồi mọi người ơi. Hình như nó đang me me cái giường của ông đỏ ấy. Thôi để mình qua luôn. Đang me giường đỏ rồi. Cố lên vàng ơi. Cố lên đỏ ơi. Ok, mất giường đỏ đi nào. Rồi. Rồi, được lắm vàng ơi. Rồi, cứu vàng luôn, cứu luôn. Ui. Tạm biệt búp bê thân yêu. Hình như mình đánh hơi thấy mùi đỏ với lại mùi vàng ở đâu đây. À, đỏ chết rồi, đỏ chết rồi. Ok, được lắm. Giờ mình sẽ bắt lốc qua nhà vàng và cứu nó luôn. Ui ơi. Không hiểu sao thì mình lại có một pha chết ngu đến như vậy. Con táo vào nào, con vàng nó qua rồi kìa, nó qua rồi, ôi sợ quá. Rồi mình sẽ bắt cao lên phát à. Ui, vàng bay tiên ti cơ đấy. Đâu rồi, đây rồi. Cứu nào, ui. Thôi, bye bye giường nha. Từ từ, mua kiếm. Rồi ra nào. Chắc chắn phải kill được thôi. Ôi chết. Rồi, nhảy lên kiểu. Ê. Khôn đấy em ạ. Để anh vô anh mua táo vàng phát nhá. Đợi anh trên đấy đấy. Để anh vô anh vô anh mua ăn táo vàng phát. Rồi. Ơi. Chơi mà chơi đánh lén mày. Mày chơi bẩn thế.
Ok, thì đó là một ngày của dân phòng. Chủ yếu là mình đi bắt hắc và rảnh rảnh mình chơi thôi mọi người. Nếu mà video này được 100 like thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để trở thành dân phòng nha. Còn bây giờ thì bye. Bye 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 bye.